Nhiều tổ chức y tế thế giới đã dự báo là từ tháng 10 đến tháng 12 thì hiện tượng La Nina sẽ xuất hiện với xác suất lên đến 70%, khiến cho nhiệt độ của trái đất bớt nóng hơn. Tại Việt Nam của chúng ta thì mưa bão có thể tiếp tục tăng và kéo dài trong những tháng cuối năm. Hôm qua, vào ngày 6 tháng 10 thì thời tiết tại Sài Gòn mắc dịu cả ngày. Trái ngược với không khí nóng bức trước đó, và nhiều người dân của thành phố thì cảm thấy là cảm nhận được thời tiết giống như là mùa thu ở phía miền Bắc. Không khí này cũng thường xuất hiện vào những dịp cuối năm, những dịp Noel hay là Tết Dương lịch tại Sài Gòn mỗi năm. Có một điều là bầu trời thì lúc nào cũng sùng sũng nước, có thể mưa bất cứ lúc nào. Trong những ngày qua thì Sài Gòn và những khu vực của Nam Bộ cùng với Tây Nguyên thì tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Một số nơi thì mưa rất to. Số liệu mới nhất cho thấy thì lượng mưa ngày 5 tháng 10 đến 8 giờ ngày 6 tháng 10 có nơi lên đến là 50mm như là Bến Tre, An Giang và Đồng Tháp. Đài khí tượng thủy văn Hậu Giang ở khu vực Nam Bộ thì cho biết là từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 10, rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần lên và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực, khiến cho trời rất nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 33 độ C. Tổng lượng mưa phổ biến là từ 70 đến 170mm, xấp xỉ đến cao hơn trung bình của nhiều năm. Nhờ vậy mà nhiệt độ trung bình dao động từ 27 đến 28 độ C, cao hơn trung bình nhiều năm chỉ có 0,2 đến 0,6 độ C mà thôi. Có một điều đáng chú ý là từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10, rãnh áp thấp có khả năng hoạt động mạnh trở lại trên khu vực của Trung Bộ, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và thậm chí là có thể là bão trên Biển Đông. Gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ là trung bình đến mạnh, khiến cho thời tiết khu vực Nam Bộ có mưa diện rộng, phổ biến là mưa vừa và mưa đến rất to. Chúng ta cần phải đề phòng dông lốc sét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa ở giai đoạn này phổ biến từ 80 đến 180mm. Trong 10 ngày cuối của tháng 10, Biển Đông tiếp tục có khả năng xuất hiện bão hoặc là áp thấp nhiệt đới, khiến cho thời tiết của Nam Bộ, của khu vực Nam Bộ thì tiếp tục có mưa diện rộng với lượng mưa phổ biến là từ 60 đến 150mm. Chúng ta cũng cần hết sức là đề phòng khả năng có những đợt mưa kéo dài đến từ 3 đến 5 ngày. Và theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn của quốc gia cho biết thì khả năng La Nina xuất hiện trong những ngày cuối năm ở tại Nam Bộ và Tây Nguyên. Mùa mưa cũng sẽ kết thúc muộn hơn bình thường. Nó kéo dài đến giữa tháng 12 năm 2024. Tổng lượng mưa của khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao và trung bình hơn mỗi năm là từ 5 đến 20%. Trong giai đoạn này, chúng ta cũng cần phải là đề phòng tình trạng mưa lớn kết hợp với chiều cường cao gây ngập lụt ở những vùng trũng thấp và những đô thị ven sông. Và một điều đặc biệt chúng ta hết sức là quan tâm, đó là khả năng đón hai cơn bão đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Cũng theo như dự báo thời tiết cho biết thì giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, trung bình nhiều năm ở Biển Đông xuất hiện 4 đến 5 cơn bão, bao gồm cả áp thấp nhiệt đới. Năm nay thì do ảnh hưởng của La Nina nên khả năng bão ở mức tương đương cao hơn trung bình nhiều năm. Có khả năng còn sẽ có hai cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của Việt Nam chúng ta. Giai đoạn này thì bão thường tập trung ảnh hưởng ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Cần đề phòng khả năng bão hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Và trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 11 cũng là cao điểm của mùa mưa bão vùng Trung Bộ. Chúng ta cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt là tác động kép của hiện tượng bão và lũ. Đây là một điều vô cùng đáng sợ. Tổng lượng mưa trên khu vực của giai đoạn này cao hơn mức trung bình nhiều năm từ 10 đến 30%. Mùa mưa ở miền Trung sẽ kéo dài đến cuối tháng 12 năm nay.